VinFast hợp tác với Gotion 2, tech nghiên cứu và sản xuất cell pin LFP cho xe điện. Trọng tâm của thỏa thuận là dự án cung ứng pin LFP và nghiên cứu kế hoạch xây dựng nhà máy Giga sản xuất cell pin LFP đầu tiên tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast và công ty Gotion 2, Techco Limited, Trung Quốc, một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng sạch, đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng triển khai nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin LFP. Pin LFP hiện là công nghệ pin phổ biến hàng đầu trên thị trường xe điện toàn cầu, với điểm mạnh về độ an toàn, tuổi thọ cao, không sử dụng các nguyên liệu hiếm, có nguồn cung hạn hẹp hay phải khai thác trong điều kiện chưa đảm bảo về an toàn lao động, gây tác động môi trường như coban, mangan. Đặc biệt, pin LFP có chi phí cạnh tranh, giúp giảm giá thành sản phẩm và phù hợp với các dòng xe ô tô điện cỡ nhỏ vừa. Gotion 2, Tech là doanh nghiệp sản xuất pin hàng đầu của Trung Quốc cũng như trên thế giới về pin LFP cho các dòng xe điện thương mại, trạm lưu trữ năng lượng và các ứng dụng khác. Đây cũng là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất, sở hữu hàng nghìn bằng sáng chế và ứng dụng công nghệ được cấp phép. Hiện Gotion 2, Tech đã thiết lập 8 trung tâm R&D tại Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Đức và Ấn Độ. Phát biểu về thỏa thuận hợp tác, ông Henley, chủ tịch công ty Gotion 2, Tech cho biết, Gotion 2, Tech sẽ sử dụng những công nghệ hàng đầu và kinh nghiệm trong việc sản xuất pin để hỗ trợ chiến lược điện hóa của VinFast. Các mẫu xe điện VinFast được trang bị pin Gotion sẽ mang đến sự hài lòng cho người tiêu dùng. Chúng ta hãy cùng phát triển ngành năng lượng sạch và góp phần thúc đẩy mục tiêu phát thải thấp ở Việt Nam, Trung Quốc và trên thế giới. Về phía VinFast, việc nghiên cứu xây dựng một nhà máy sản xuất pin LFP ngay tại Việt Nam là một trong các nỗ lực nhằm thiết lập một hệ sinh thái năng lượng sạch, góp phần nội địa hóa nguồn cung. Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup chia sẻ, hợp tác với Gotion 2, Tech, nhà sản xuất pin uy tín hàng đầu thế giới là một trong các kế hoạch hành động quan trọng của VinFast trong việc phát triển các dòng ô tô điện thông minh và tự chủ chuỗi cung ứng. Mục tiêu chung của chúng tôi là thiết lập hệ sinh thái năng lượng sạch, giảm phát thải carbon ở Việt Nam cũng như góp phần vào mục tiêu lớn lao này tại các thị trường trên thế giới mà VinFast tham gia hoạt động kinh doanh. Ngoài Gotion Hitech, VinFast đã và đang đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác uy tín trên thế giới đến từ Mỹ, Israel, Đài Loan để nghiên cứu phát triển và khả năng ứng dụng sản xuất các công nghệ pin tiên tiến nhất như sạc siêu nhanh, pin 100% thể rắn, công nghệ về nguyên vật liệu mới, thiết kế pin tiên tiến. Ưu điểm của các công nghệ mới là cho phép mật độ năng lượng cao, tự ly di chuyển xa, mức độ an toàn vượt trội, tuổi thọ dài, tối ưu chi phí và thân thiện hơn với môi trường. Bên cạnh đó, VinGroup đã thành lập công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vine nhằm phát triển các giải pháp và sản xuất pin năng lượng dành cho xe điện. Đồng thời, VinFast cũng lên kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất pin sạc tại Mỹ và châu Âu phục vụ chiến lược vươn ra quốc tế trong tương lai. Các nỗ lực trên của VinFast không chỉ thực hiện mục tiêu trở thành hãng xe điện toàn cầu mà còn khẳng định quyết tâm tham gia thúc đẩy cuộc cách mạng xanh trên thế giới. Thông tin về VinGroup và VinFast. VinGroup là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam và là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất châu Á. VinGroup hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ. VinGroup khẳng định vị thế hàng đầu, tiên phong trong mọi lĩnh vực mà tập đoàn tham gia, đón đầu xu hướng phát triển của thị trường, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt có đẳng cấp quốc tế. Thêm thông tin tại địa chỉ www.vingroup.net. VinFast, công ty thành viên của tập đoàn VinGroup, là nhà sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam và cũng là thương hiệu ô tô Việt Nam đầu tiên tiến ra thị trường toàn cầu. Được thành lập năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất tại Hải Phòng với công nghệ tiên tiến và có mức độ tự động hóa đến 90%. Đây cũng là một trong những tổ hợp lớn nhất Đông Nam Á. Với tầm nhìn trở thành một trong những hãng xe điện thông minh hàng đầu thế giới, VinFast đang sản xuất nhiều mẫu xe máy điện và xe buýt điện cho thị trường Việt Nam và sẽ tung ra 3 mẫu xe SUV điện, VFE34, VFE35 và VFE36 lần lượt thuộc các phân khúc C, D và E tại Việt Nam, Bắc Mỹ và châu Âu vào năm 2021 và 2022. Thông tin về Gotion 2, Tech Gotion 2, Tech, Trung Quốc là công ty công nghệ hoạt động tại nhiều quốc gia với trọng tâm là phát triển và sản xuất pin năng lượng. Được thành lập năm 2006, Gotion đã trở thành doanh nghiệp sản xuất pin đầu tiên của Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 5 năm 2015. Sở hữu 10 cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, Gotion có thế mạnh trong các loại pin cho xe điện, các dự án lưu trữ điện, các thiết bị truyền tải và phân phối điện cũng như các lĩnh vực năng lượng mới khác. Bên cạnh đó, Gotion 2, Tech đã thiết lập 8 trung tâm R&D tại Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Đức và Ấn Độ với hơn 2.000 kỹ sư và nhà khoa học chuyên môn cao cùng 2.797 bằng sáng chế trong các lĩnh vực khác nhau.